Lê Văn Thịnh quê ở thôn Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, là người đỗ đầu trong khoa thi nho học đầu tiên của nước ta. Ông làm quan dưới thời Lý Nhân Tông, từng được thăng đến chức Thái Sư và có nhiều công lao trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới thời Lý, ở làng Bảo Tháp, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, có một gia đình thầy thuốc họ Lê nọ sinh được một người con trai vô cùng thông minh, dĩnh ngộ. Ông đặt tên con là Lê Văn Thịnh. Được cha hết lòng dạy bảo, Lê Văn Thịnh rất ham học. Dù tuổi nhỏ, nhưng Thịnh có học vấn vô cùng tinh thông. Một lần cha đến bên cậu và hỏi: Thịnh con, thấy con chăm chỉ học hành, cha rất tự hào. Sau này lớn, con muốn mình trở thành một người như thế nào? Thưa cha, sau này lớn, con muốn làm quan trong triều để giúp vua trị nước. Con muốn mở nhiều trường học để ai cũng được học hành, được đọc nhiều sách. Tốt lắm. Cha mong con có thể làm người có ích cho đất nước. Dù làm quan hay là dân thường, cũng phải giữ phẩm hạnh trong sáng. Con hiểu không? Vâng, thưa cha. Năm Ất Mão 1075, mùa xuân, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu, lần đầu tiên mở kỳ thi Minh Kinh Bác Học. Nhận được tin này, Lê Văn Thịnh vui lắm, biết cơ hội của mình đã đến. Chàng quyết tâm lên kinh ứng thí. Năm ấy, kỳ thi Minh Kinh Bác Học tuyển chọn được 10 người tài giỏi nhất. Trong đó, Lê Văn Thịnh là người đỗ đầu. Lê Văn Thịnh, bài thi của Khanh rất hay, xứng đáng trở thành người đỗ đầu của kỳ thi năm nay. Nay, triều đình bổ dụng Khanh làm quan, mong Khanh sẽ một lòng phụng sự đất nước. Thần xin thề, sẽ một lòng vì dân, vì nước. Năm 1077, nhà Tống xâm lược nước ta nhưng bị đánh cho đại bại trên sông Như Nguyệt. Tuy nước ta thắng trận, nhưng một vùng đất lớn trên biên giới lại bị quân địch đánh chiếm. Điều này đã khiến cho vua quan Đại Việt vô cùng lo lắng, cố tìm mọi cách để đòi lại những mảnh đất ấy. Lê Văn Thịnh, Khanh có thể đảm đương được việc này không? Dạ bẩm, thần xin được gánh vác trọng trách này. Thần quyết không làm mất đi mảnh đất của tổ tiên ta đã để lại. Xin bệ hạ hãy giao phó cho thần. Bẩm bệ hạ, Lê Văn Thịnh là người thông minh tài giỏi, lại có tài hùng biện. Nhất định ông ấy sẽ khiến cho người Tống phải trả lại đất cho Đại Việt. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Được lắm, Lê Văn Thịnh, vậy trẫm giao cho Khanh việc đại sự này. Nước Tống là nước lớn, không dễ gì để làm cho họ nghe theo mà trả lại đất cho ta được. Nhiệm vụ này hết sức khó khăn, nguy hiểm, nhưng trẫm tin với tài năng của mình, Khanh nhất định sẽ làm được. Đội ơn bệ hạ đã tin tưởng, thần sẽ cố gắng dốc sức ạ. Nhận lệnh của nhà vua, ít lâu sau, Lê Văn Thịnh vượt đường xa hiểm trở sang nước Tống để xin thương thuyết đòi lại đất. Ở đây, ông đã phải đối mặt với một viên quan nhà Tống tên là Thành Trác. Hai bên thảo luận quyết liệt, thương thuyết từ ngày này qua ngày khác, đấu trí không mệt mỏi. Cuối cùng, với sự kiên trì, mềm dẻo cùng những lý lẽ vô cùng thuyết phục của Lê Văn Thịnh, cuộc thương thuyết cũng đến hồi kết. Lê Văn Thịnh, những lời ngài nói rất hợp tình, hợp lý. Ta sẽ báo lại với triều đình để trả lại đất đai cho Đại Việt. Ngài quả là một vị quan hết lòng vì dân, vì nước. Đa tạ Thành Trác đại nhân. Vì đây là đất đai của tổ tiên chúng tôi để lại, nên dù thế nào, chúng tôi cũng phải giữ gìn. Như vậy mới không hổ thẹn với tổ tiên và con cháu đời sau. Mong rằng triều Tống sẽ sớm suy xét để trao lại đất cho chúng tôi. Sau cuộc thương thuyết không lâu, nhà Tống đã quyết định trả lại đất cho nước ta. Lập được công lớn, Lê Văn Thịnh được vua Lý Nhân Tông phong đến chức Thái Sư, tức là vị quan đứng đầu triều đình. Với những công lao mà Lê Văn Thịnh đã đóng góp cho đất nước, ông được nhân dân yêu mến và nể phục. Để tưởng nhớ về vị Thái Sư tài năng đức độ, sau khi Lê Văn Thịnh mất, dân làng đã lập đền thờ ông trên chính ngôi nhà của ông thuộc thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.